Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thảo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái tủ y tế đầu giường cao cấp loại to. Cái tủ này thì rất là phù hợp cho những người mà trong gia đình của chúng ta mà đang nằm viện thì chúng ta có thể sử dụng cái tủ này, hoặc là những người mà đang ở nhà của chúng ta thì chúng ta có thể mua cái tủ này hoặc là mua kèm thêm cái giường, thì nó rất là thuận tiện cho cái việc chăm sóc người nhà của chúng ta. Và nhìn chung thì cái tủ này kích thước là chiều dài là 48cm, chiều rộng là 48cm và chiều cao của cái tủ này là 76cm. Như chúng ta đã thấy thì nó rất là to và rộng rãi, chúng ta đựng được rất là nhiều đồ. Chất liệu của cái bàn này thì được làm bằng cái nhựa IVF cho nên là rất là bền, đẹp và chắc chắn. Màu sắc thì rất là trang nhã, phù hợp và thân thiện với môi trường. Viền của cái tủ này thì được thiết kế bo tròn cho nên là khi mà chúng ta có lỡ vô tình va đập vào cái tủ này thì cũng không có gây tổn thương gì nhiều. Về cái hệ thống bánh xe của cái tủ này thì được trang bị 4 bánh xe, có thêm 4 cái khóa bánh rất di chuyển rất là linh hoạt. Khi mà chúng ta di chuyển cái tủ này đi thì rất là dễ dàng và thuận tiện. Hai bên của cái tủ này được trang bị thêm cái giá treo để chúng ta có thể là treo khăn hoặc là móc treo đồ, cũng rất là thuận tiện ha. Về cấu tạo của cái tủ này thì sau nó sẽ gồm 3 ngăn. Ngăn đầu tiên thì người nhà của chúng ta có thể là sử dụng làm một cái bàn ăn. Cái bàn ăn này thì nó được thiết kế thêm cái chỗ để chúng ta để đũa, hoặc là bên đây thì chúng ta có thể là để chai nước hoặc là để ly, tránh cái trường hợp mà ly hoặc là đồ vật dụng của chúng ta nó bị rơi rớt ra ngoài. Khi nào mà chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta có thể là đẩy nó vào, nó rất là gọn gàng ha. Cái ngăn thứ hai là cái ngăn kéo. Cái ngăn này thì chúng ta có thể là để hồ sơ hoặc là những cái vật dụng cá nhân, những cái đồ mà dễ rơi rớt thì chúng ta có thể đựng vào cái ngăn này, cũng rất là an toàn. Cái ngăn này nó được thiết kế kéo ra kéo vào rất là trơn tru chứ không có cứng ạ. Tiếp theo là về cái ngăn cuối cùng thì cái ngăn này là cái ngăn rộng nhất của cái tủ này. Đây, cho quý vị đó xem. Rồi, cái ngăn cuối cùng cũng là cái ngăn rộng nhất. Đây, tôi Thảo sẽ mở ra cho mọi người xem đây. Cái ngăn này được cấu tạo thêm cái vách ngăn này. Cái vách ngăn này thì chúng ta có thể là điều chỉnh được cao thấp tùy theo cái món đồ của chúng ta hoặc là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái rãnh này. Cái ngăn này thì chúng ta có thể đựng rất là nhiều đồ, giống như là mền hoặc là đồ cá nhân, tư trang, đồ hơi to, vật dụng cồng kềnh thì chúng ta có thể bỏ vào trong cái ngăn này ha. Và vừa rồi Thảo mới vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái tủ y tế cao cấp tại giường. Thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm ra được một cái tủ phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần tư vấn rõ hơn về sản phẩm thì quý vị có thể gọi cho thiết bị y tế Thanh Tuấn vào số hotline 0962 136 850 hoặc là truy cập vào trang web thanhtuấnmedical.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo ạ.